tối ngày 13 tháng 10, một gara xe ô tô trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 13 tháng 10, gara xe ô tô trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng do cửa khóa trái đóng kín nên bất lực. Sau đó, cột khói kèm lửa bốc lên nghi ngút bao trùm gara, mùi khét lan rộng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn DC07 công an thành phố Hồ Chí Minh đã phòng cháy chữa cháy công an quận 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cửa cuốn để chữa cháy. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, 100m2 gara đã bị lửa thiêu rụi, ba ô tô và một xe máy bị cháy hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.